Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật. Niệm đến cùng. Học đến tập 136. Những đức đọc một công đoạn lời dạy của chư tổ sư. Những công đoạn này khi chúng ta cứ được bổ túc, nó gầy dựng tín nguyện mạnh dữ lắm quý vị. Thờ mạt pháp, nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật thì không có bất cứ pháp môn nào có thể giải thoát được sinh tử. Bạn chẳng biết được tốt xấu, chẳng biết mình là phàm phu ngã mạn, trí tệ mờ tối, chướng sâu phước mỏng, nghiệp dày, không chịu căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, thành thật tu hành nương nhờ sức Phật cứu giúp. Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn, lại theo ý riêng tu hành các pháp môn khác thì không có cách gì đạt được lợi ích và thọ dụng chân thật, lại không thể giải thoát khổ đau sinh tử trong đời này. Chư tổ sư muốn cho chúng ta thành tựu con đường tu chân thật, quý vị. Các ngài nói rằng nếu bỏ đi pháp môn tịnh độ thì sự tu hành nó không có thành tựu chân thật. Có khi chúng ta có thể đạt được một cái danh ở cái cuộc đời này, đó là có danh tiếng, nhưng để mà đạt được cái chân thật mà đời này được giải thoát thì chỉ có tu pháp môn tịnh độ. Và mỗi một hàng Phật tử chúng ta nên có góc độ để ý một chút đi quý vị. Có thể người ta tu các pháp khác, người ta đạt được cái danh, nhưng mà cái chỗ thành tựu giải thoát một đời này thì quý vị coi, có thấy ai mà trong đời này mà tu các pháp khác mà quý vị thấy thành tựu viên mãn không quý vị? Chỉ có người tu có một tịnh độ, thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, mình thấy rõ ràng. Pháp Sư Hải Khánh chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà thành tựu để là toàn thân xá lạc. Đây là có thành tựu rõ ràng. Rồi rất là nhiều người, người ta chỉ niệm có một câu Phật hiệu mà khi cuối cuộc đời của người ta ra đi rất nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị cứ nghĩ Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh, ngài là bậc long tượng trong Phật môn. Cả cuộc đời của ngài cũng là tu tịnh độ niệm Phật. Rồi Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là bậc cũng phi phàm vô cùng, cũng niệm Phật. Chúng ta tại sao không hướng về những vị phi phàm này để học quý vị? Không lẽ các ngài không bằng mình? Không lẽ các ngài không có cái phương hướng rõ ràng? Thí dụ như bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh rồi, ngài phiên dịch kinh điển rất là nhiều,
Vậy thì cái góc độ của Ngài rất là sâu khi nhận thức được cái pháp tu, mà Ngài vẫn chọn cái pháp môn tịnh độ để tu. Vậy thì chúng ta cũng có thể nhận thức rằng chúng ta tu tịnh độ, chúng ta yên tâm. Vì dạo dính qua bên những cái tư tưởng của các ngài phi phàm vô cùng mà vẫn niệm Phật. Rồi á, mười mấy vị tổ sư của tịnh độ tông cũng vậy, đều là những bậc rất là phi phàm. Dù tu các pháp khác có thành tựu rất là lớn, nhưng mà cuối cùng các ngài cũng là quy hướng niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Vì sao? Vì các ngài làm đúng như lời của Đức Thế Tôn dạy, lời Đức Bổn Sư dạy. Đức Phật đã chỉ điểm là thờ mạt pháp, niệm Phật thành tựu. Thờ của mười mấy vị tổ sư của tịnh độ tông, vì sao các ngài phải tu các pháp khác trước thời gian? Vì cái thờ đó từ tượng pháp đến mạt pháp gần quá. Có rất là nhiều người tu các pháp khác cũng đạt được sự thành tựu rất là lớn, nên các ngài cũng tu các pháp khác thành tựu cực kỳ lớn. Rồi quy hướng niệm Phật thì lúc đó mới nâng tịnh độ lên. Người thờ đó mới nhận thức tịnh độ, họ không dám xem thường. Còn quý vị coi căn tính chúng ta bây giờ, chúng ta không dám học đòi theo các ngài. Thời gian của chúng ta bỏ ra để học các pháp khác, coi chừng chúng ta chưa đủ thời gian về thỏa mãn ngắn ngủi của mình thì mình đã đi. Mình chưa được thành tựu gì hết mà mình đi thì chắc chắn rằng là mình không được giải thoát, thì mình nhất định quay quằn trong lục đạo. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nhấn mạnh một câu cực kỳ quan trọng: nếu như đời này bạn niệm Phật không vãng sanh thì bạn đi xuống dưới địa ngục. Lời này rất từ bi. Vì sao? Vì giúp cho chúng ta phải gây dựng tín nguyện niệm Phật vãng sanh. Đây là cái quan trọng, giúp cho chúng ta tinh tấn, chúng ta không dám giải đãi. Vì nếu như mình không vãng sanh thì đó địa ngục, ai mà muốn đi xuống dưới địa ngục đâu. Chúng ta đều muốn đi đến một cảnh giới tốt đẹp an lành, chứ ai đi muốn đi xuống dưới địa ngục. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta tu pháp môn tịnh độ này, chư tổ sư cứ nhắc nhở gây dựng tín nguyện. Gây dựng tín nguyện chỗ này là quan trọng. Tín là tin, hãy tin rằng mình là kẻ phàm phu mê hoặc điên đảo, tờ giấy che mắt không nhìn được bên kia, đừng nói chi cái chuyện cao xa. Từ nơi đó mình phải tin mình là kẻ phàm phu, nghiệp chướng nặng nề, nhớ nghe, trí tuệ cản mộng. Và mình phải tin rằng sự cứu độ của Phật A Di Đà đại từ đại bi tiếp dẫn mười phương khắp chúng sanh, chỉ cần niệm danh hiệu ngày ngày đến tiếp dẫn. Đã tin mình là phàm phu rồi thì mình biết nương tựa vào bổ nguyện Di Đà để mà mình tu cầu sanh cực lạc. Quá đúng quý vị. Có nhiều người chúng ta không nghĩ mình là phàm phu, nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ mình học được một chút, mình hiểu được một chút thì mình cho rằng mình là cao xa, là bậc phi phàm. Tu tịnh độ thì thấp kém, tu các pháp khác mới là phi phàm. Dù là văn tự mình nói rất là trao chuốt, rất là hay, nhưng để mình đạt được cái sự chân thật thì chỉ có tu pháp môn tịnh độ. Quý vị coi thời đại này rất là nhiều bậc học giả, nhưng chúng ta nếu như còn trẻ nhận thức đi cuộc đời của các ngài đi qua, vì sẽ thấy nếu như các ngài không tu tịnh độ thì cuộc đời của các ngài đi qua, chư tổ sư đã nói rằng là không thể nào thành tựu chân thật được. Phần nhiều là hưởng được cái danh, có tiếng tăm. Từ nơi đó bây giờ chúng ta tu hành là muốn thành tựu một đời này chân thật, dù là không ai biết đến. Như Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, nhưng khi cuối cuộc đời vãng sanh thì khắp nơi trên thế giới đều biết. Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền ngài nói một câu gì? Chúng ta cứ tu tốt đi, chúng ta cứ làm tốt đi, đối với lời Phật dạy đi. Khi mình vãng sanh về thế giới cực lạc thì toàn thế giới sẽ biết đến mình. Rõ ràng Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền một đời không có làm những chuyện gì cao xa cả, không có một quy mô gì lớn lao gì chùa chiền hay là đồ chúng. Nhưng bây giờ khắp nơi trên thế giới cũng đều tán thán ngài,
Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không tôn xưng Ngài là Bậc Tổ Sư thứ 14 của Tịnh Độ Tông, trong khi Ngài không biết một chữ nào. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng là trước không có người giống Ngài, sau cũng khó tìm ra người giống Ngài. Thầy dạy niệm một câu Ai Di Đà Phật, Ngài đã niệm 92 năm quý vị à. Đây là tấm gương mà chúng ta phải nhận thức. Nhiều người chúng ta niệm Phật chỉ là vài ba năm thôi là chúng ta dễ đãi à. Như Đức từng nói rằng khỏi đi tìm hiểu gì nữa hết, cứ lão thật chân thật niệm ngay câu Phật hiệu này đi, rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích nè. Cái lợi ích này vô cùng xác thực trong cái cuộc sống này luôn. Và người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng tu càng trở thành đơn giản, đơn giản bình dị và hòa nhập được với tất cả nhân viên mọi người. Trong dịp Tết này Phật tử về chùa mình ăn Tết năm nay quá vui. Những đức đưa lên chương trình sinh hoạt chúng mỗi buổi tối từ đây tới mùng 6, vui vô cùng, đơn giản. Mấy năm trước những đức còn lên cái lịch chương trình, năm nay là những đức để tự nhiên luôn. Tự nhiên mình nghĩ ra, quý vị, mình nghĩ ra bây giờ tại sao bao nhiêu người già đi về chùa mình, có nhiều người già cũng biết hát đồ rất là hay, tại sao mình không tạo điều kiện cho những người già người ta vui, quý vị. Cái quan niệm của nhiều người á, nói bây giờ già rồi mà chơi trò chơi như con nít, hoặc là lớn rồi có con cái rồi mà chơi trò chơi như nít, không sợ mấy đứa nó cười sao? Ủa tại sao mình nhiều cái quan niệm nghĩ như vậy, làm cho người già người ta không được vui, người ta không được thoải mái, những người có con cái hoặc làm cha làm mẹ không được thoải mái, sao kỳ ta? Nhưng Đức nghĩ, ủa tại sao mình không tạo điều kiện cho những người này, họ quay về cái tuổi trẻ chung của họ hồn nhiên vui vẻ, họ có được những thời gian họ được vui thì họ cảm thấy nhận thức rằng Phật pháp hay, họ có được thời gian vui, quý vị. Nhưng Đức nghĩ như vậy. Thì năm nay những Đức á, chương trình sinh hoạt chùa của mình Tết nhất đồ, những Đức để tự nhiên nói chuyện xong rồi bất chợt những Đức kêu mấy bà già lên, bà hát, bà nhảy múa, thì những Đức mới nhìn ra ô, thì chỗ này là cái niềm vui nhân sinh rõ ràng, quý vị à. Chỗ này là niềm vui nhân sinh rõ ràng. Bởi vì tất cả những người làm con nên là giúp cho cha mẹ của mình có được niềm vui từ nội tâm. Những đức nói rằng cái niềm vui từ nội tâm á nghe, khi nó phát ra rồi có khi quý vị nằm đâu, quý vị ngồi đâu, tự nhiên quý vị cười mím mím à. Có một cái cô này, cô đến chùa mình cả ngày, cô niệm Phật, cô vui vẻ, cô an lạc vô cùng. Cô nói thầy ơi, tối con cứ nằm mà con dỗ giấc ngủ, con cứ cười mím 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 hoài, con nói sao mình sung sướng quá. Rõ ràng người xưa nói bằng ngày nghĩ cái gì bằng đêm thấy cái đó. Thì bây giờ bằng ngày mình vui vẻ vô cùng thì buổi tối mình nằm ngủ đi chăng nữa mình cũng mỉm cười nữa. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, rõ ràng quý vị. Một câu Phật hiệu này mình chăng thật mình niệm đi, từ 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 rồi mình càng xích gần lại với Phật. Có hai vợ chồng này hay lắm. Gia đình thờ Phật, niệm Phật, lễ Phật theo phương pháp chùa mình Iran vậy luôn. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm vô bạch cùng với Phật, và chúng con đi làm lại Phật ba lại. Đi làm về rồi bạch với Phật rằng con đi làm mới về, lễ Phật ba lại. Họ nói một câu rất là hay quý vị. Họ nói rằng là mình niệm Phật giết rồi tự nhiên mình với Phật như người cùng một nhà. Đúng rồi, mình muốn về thế giới cực lạc là ở chung một nhà mà. Nên bây giờ mình ở cái cõi đời này, mình là người niệm Phật, tự nhiên mình với Phật ở chung một nhà. Hay thiệt, quá tuyệt vời. Bây giờ tự nhiên mình tách rời Phật ra là người cao xa, thì mình không có gần gũi được với Phật. Tại sao mình không cung kính Phật, cũng như là cung kính cha mẹ, người gần gũi nhất với chúng ta ở trong một nhà đi quý vị. Rồi cái hành động của Phật là thương yêu, khoan dung, tha thứ, không buồn giận ai để trong tâm. Vì sao chúng ta không nhìn nhận chỗ này để mà nhìn Phật, để mà nhờ Phật á, soi gọi cho mình được sáng suốt, để mà mình sống cho đúng đắn. Nên khi chúng ta tiếp nhận Phật pháp là chúng ta đang tiếp nhận một nền giáo dục chí thiện. Mà nền giáo dục này áp đặt vào vị trí nào thì thành tựu vị trí nấy.
Người nào tiếp nhận thì được lợi ích rất là lớn, cả đời được an vui hạnh phúc. Chính những đức này. Ngày xưa có một cái quan niệm, mình có tiền, mình giàu, mình mới có niềm vui. Nên xa gia đình đi lên thành phố mười mấy năm là mục tiêu để làm giàu. Nhưng dù có những cái cuộc chơi vui vẻ ở ngoài đời, nhưng lạ thay nó không cho mình được một cái sự bình an. Năm 29 tuổi Nhận Đức gặp được Phật Pháp, Phật Pháp tâm đi tu. Suốt mười mấy năm nay Nhận Đức ở trong đạo, hình như là mình càng ngày mình càng an lạc và càng ngày càng vui vậy. Như vậy thì cái ý nghĩa của một đời người, cái gì là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần được có? Niềm vui. 100% niềm vui. Nếu như sống trong cuộc đời này mà chúng ta mang nặng những cái phiền não, bực bội, giận hờn để trong tâm, như vậy thì cái gương mặt mình thường khó chịu, mà là cả đời cái nhăn của gương mặt khó chịu, đi đâu cũng không vừa lòng, đi đâu cũng không vừa ý, như vậy thì tiêu rồi, tiêu rồi. Cuộc đời chúng ta tiêu rồi. Khi một hơi thở thở ra không hít vào thì chúng ta sẽ đi vào tam đồ ác đạo, tiêu rồi. Như vậy suy nghĩ đi. Nên tất cả những người đi đến đây cộng tu, chúng ta có thể lên chính điện tu, chúng ta ngồi trong nhà ăn cùng ăn cơm chung với nhau. Quý vị đang kết duyên với tất cả những vị Phật tương lai, mà có thể đời này họ về thế giới cực lạc làm Phật. Quý vị coi một cái đạo tràng mà chuyên nhất niệm Phật, tại sao có những người ta không tu mà người ta bước vào đạo tràng mình, người ta nói một câu như thế này: thầy ơi sao mà con bước vô đây cái là cái cảm giác của con nó thoải mái quá, quá thoải mái. Có một cái cô kia, cô phá thai rất nhiều lần, cô bước vô chùa mình, tự bước vô chánh điện, cô nổi ốc ốc, cô nổi lên gần ốc lên. Cô gặp Nhận Đức, cô hỏi Nhận Đức, nói rằng cô biết rằng cái từ trường niệm Phật ở đây xuyên suốt 24/24, mùng 1 Tết vẫn là tu bình thường, thì cái nghiệp phá thai ấy, là lúc nào con cũng đi theo để chờ cơ hội nó đòi nợ. Rồi những người mang nghiệp phá thai, quý vị để ý đi, những đứa con bị sanh ra mà bị nuôi thì những đứa con này có khi nó lại hỗn ẩu. Đúng ra cái đứa con đến này là trả ơn, nhưng mà quý vị giết những đứa con kia, nó kết thành một cái nghiệp quả mà đứa con đi đến đây đi đòi nợ quý vị. Và nó khiến cho những đứa con này nó ngổ nghịch quý vị, nó trừng mắt nó nhìn quý vị, hỗn ẩu quý vị. Tại vì chính mình giết họ, họ phải dùng mọi cách, hoặc là làm cho cái gia đình này xào xáo suốt, bất ổn. Tại vì gia đình này cái phước si đến nè, hết phước. Còn nếu như phước còn thiệt là dày thì họ đi theo, họ chờ cơ hội. Mang nghiệp phá thai là mang nghiệp giết người. Vì sao cô bước vào chùa cô gỡn ốc người lên hết? Cái cảm giác tự nhiên mình bước vào đây, một cái từ trường ở đây nó quá bình yên. Còn những hương linh thai nhi đi theo cô hưởng được cái sự pháp lạc, cho cô có một cái sự cảm ứng gì đó. Cô cứ chăng thật lên chánh điện, cô niệm Phật lễ Phật đi. Rồi những bài chia sẻ Phật Pháp này tự nhiên nó cởi mở tâm tư. Vì con người dù còn sống hay đã chết hay hương linh, quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Nếu mang một cái tâm hận thù mà ở trong cái cõi này gì thì đời đời kiếp kiếp chúng ta cứ khổ đau hoài. Bây giờ mỗi một con người chúng ta ngồi suy nghĩ nè, quý vị hận thù ai, quý vị có niềm vui không? Quý vị không vừa lòng, không vừa ý ai, mình có niềm vui không? Không. Vì con người có niềm vui là gì? Mình sống rất tự tại, mình biết bổ túc được niềm vui. Nhận Đức nói rằng một con người tươi vui thì cái tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Chỉ chính bản thân mình hiện ra cái gương mặt tươi vui, gặp người biết chào hỏi, miệng nở nụ cười, niệm A Di Đà Phật bao nhiêu thôi, quý vị không cúng dường một cắt nào cho Tam Bảo, nhưng mà cái tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Từ nơi đó, mỗi một con người mình học được Phật Pháp là đang tiếp nhận một nền giáo dục chí thiện, cho chúng ta một cuộc sống nhân sinh tuyệt vời, có ý nghĩa. Có những Phật tử đi về chùa mình nằm dưới gạch ngủ như vậy đó, vậy mà quý vị cảm giác đi. Cái cảm giác của quý vị hãy nhìn nhận đi, cái niềm vui. Dù là sống rất đơn giản nhưng mà vì sao quý vị vui? Vì gần bao nhiêu con người đều là niệm Phật.
họ sống rất tự nhiên và tự tại. Khi cái tâm mình vui an lạc rồi thì những đức thường nói rằng cái cảnh trước mặt mình đều là đẹp. Vì sao không luyện một cái nội tâm an lạc quý vị? Đó, nên quý vị đang ngồi đây ăn cơm hay là ngồi ở đâu để nghe, ở trong chùa mình quý vị nghe được công đoạn này, dù là mình mới đến chùa mà mình nghe công đoạn này, những đức hỏi quý vị, cái quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta muốn được có là gì? Phải niềm vui không? Cái quan niệm những đức ngày xưa nghĩ rằng mình giàu có tiền thì mới có niềm vui, chưa chắc, chưa chắc. Có những người giàu điều kiện đầy đủ, họ vui, nhưng niềm vui của họ có sự bất an lo âu. Dù họ có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh hoặc chồng đẹp trai, nhưng họ vẫn bất an sợ bị mất đi. Đó. Tại vì niềm vui của họ là chi cầu cái bên ngoài, nên họ sợ bị mất đi. Họ phải dùng mọi cách để bảo vệ, nắm chắc, giữ gìn. Nhưng mà cuộc đời đến thế gian này có ai mà giữ được cái gì quý vị? Khi sanh ra không có một miếng vải che thân. Cả cuộc đời đến thế gian này một hơi thở thở ra không hít vào. Khi cuối đời thì quý vị coi cái gì cầm theo? Chúng ta từ đâu đến đây rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi. Không lẽ cuộc đời chúng ta đi đến thế gian này, chúng ta sống mấy chục năm ở cái cuộc đời này rồi chúng ta tạo một đống nghiệp, lúc đến thế gian này là được cái phước duyên được làm người, vậy mà bây giờ đi đến thế gian này mấy chục năm chúng ta đem cái thân làm người này, chúng ta tạo ra một đống nghiệp để mà cầm theo gặp vua Diêm Vương để tính sổ hay sao quý vị? Quá thiệt thòi không? Quá thiệt thòi. Nên Phật trong kinh nhắc nhở mình, được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó, gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ càng khó, gặp người hướng dẫn tịnh độ chuyên nhất càng khó, gặp đạo tràng tu tịnh độ để hỗ trợ cho mình, để lo tu, để cầu giải thoát càng khó. Những cái khó này bây giờ chúng ta đang ngồi đây gặp được, những người đang nghe gặp được rồi. Chúng ta có một tâm quyết là đời này phải niệm Phật giảng sanh. Nên buổi sáng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, buổi chiều học tập quý chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Hà Phật tử phải duy trì các cách học tập này. Những đức nhìn ra cách học tập này nó hay, trong cái thời cuộc này quá phù hợp, quá phù hợp. Đó. Bây giờ cái pháp môn tịnh độ này tu vô cùng đơn giản, giống như cái câu chuyện cái ông thợ giá nồi lò rèn gặp một người xuất gia bước ra cúng dường cho thầy. Người xuất gia muốn trả ơn lại cho ông này, hỏi ông làm việc cực khổ như vậy, vì sao ông không chọn một công việc gì nhẹ nhàng, hoặc là ông nên học Phật Pháp để cái tâm ông được thoải mái vui vẻ? Thì cái ông lò rèn đã nói một câu rằng, ông là người thô thiển làm sao học Phật được thầy, và con không có thời gian, công việc của con rất là nhiều, bận bịu lắm, con không có thời gian để học Phật đâu thầy. Thì người xuất gia này nói rằng, không sao, các pháp khác còn sự trở ngại vì công việc, nhưng riêng pháp môn tịnh độ bất cứ công việc nào cũng không trở ngại cả. Ông cứ làm việc bình thường, không có trở ngại gì cái chuyện tu hành của ông đâu. Ta chỉ ông nên siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Chỉ ông một phương pháp niệm Phật thôi. Vậy mà cái ông lò rèn này, ông biết nghe lời quý vị. Từ đó về sau, ông rèn đồ, ông đập sắt, ông thổi lửa, ông đều là trong lúc làm việc ông đều niệm Phật. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ví dụ như ông đập sắt đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì quý vị lau nhà cũng A Di Đà Phật, quý vị chụm lửa cũng A Di Đà Phật, xào đồ ăn cũng A Di Đà Phật. Đó là mỗi lúc mỗi nơi đều là tu. Vì tu tịnh độ là niệm A Di Đà Phật. Ông chân thật biết nghe lời quý vị, ông niệm Phật. Người vợ nhìn thấy chồng của mình làm cực mà cái miệng còn niệm Phật, bà bước đến gần hỏi rằng, này ông đã làm cực như vậy rồi miệng còn niệm Phật, bộ không sợ cực thêm sao? Thì ông trả lời rằng, không cực, không cực. Lúc trước chưa niệm Phật, chưa được thầy dạy niệm Phật,
thì làm việc nóng nảy, bực bội, khó chịu vô cùng, mồ hôi đổ rất là nhiều và mệt mỏi. Nhưng từ khi thầy dạy niệm Phật thì chân thật nghe lời thầy niệm Phật thì niệm Phật vô cùng khỏe, niệm Phật vô cùng vui. Nên có nhiều người đi làm cầm theo cái máy niệm Phật hoặc là cái máy nghe pháp của những đức, vì sao họ đeo trong người họ nghe mà thời gian làm của họ thì tới giờ không hay. Có nhiều người nói rằng ngộ thai không có nóng như ngày xưa đi ra ngoài làm. Quý vị phải nhớ cái cảm giác là tướng do tâm sanh nha. Thí dụ như mình buồn, mình giận, hay là mình làm việc mệt mỏi, hay là những việc gì mà mình thấy sự trở ngại, chúng ta do không có một cái pháp để mà chuyển biến. Bây giờ mình tu tịnh độ, mình niệm A Di Đà Phật hoặc mình nghe pháp gì là mình đem cái tâm của mình cắm vào pháp, vào câu Phật hiệu, thì tức khắc những cái kia nó nhẹ. Như ngày xưa mình chưa có tu là mình đem cái tâm mình cắm vào những sự bực dọc, khó chịu, không vừa lòng, không vừa ý, mình cắm vào chỗ đó. Mà cắm vào chỗ đó giống như tưới tẩm chỗ đó thì nó làm cho cái giận hờn, bực bội, khó chịu mình càng tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm. Giống như quý vị đang tức một người nào đó mà quý vị có cái phương pháp tu thì mình đi đến chỗ khác, mình ngồi tránh mặt người đó đi, rồi mình niệm Phật, mình dịu cái tâm lại, tức khắc hóa giải. Còn mình nó bực dọc người này mà người này nó cứ lãng dạng trước mặt mình, mà mình ngồi đó mình nhìn nó một chút là có chuyện, có chuyện. Từ chuyện nhỏ thành cái chuyện lớn á. Suy nghĩ đi. Từ nơi đó mà ông thợ lò rèn này biết nghe lời niệm Phật. Khi tuổi già của ông là biết ngày giờ giảng sanh, nói với người vợ nghe, độ người vợ sau này niệm Phật cũng giảng sanh luôn. Quý vị coi, mình tu môn tịnh độ, mình an lạc, mình vui vẻ, mình tự tại, mình dễ tính, mình đơn giản, mình bình dị, mình làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời, dù mình chưa khuyên người ta mà người ta cũng muốn học theo mình. Cũng như bà già này, cuộc đời của bà rất là khổ, chồng mất sớm, có một thằng con trai mà con trai bà ngỗ nghịch bất hiếu, không trông cậy vào nó được, cứ là ăn chơi sa đọ, thâu đêm suốt sáng, không có đem tiền bạc cho mẹ. Bà thì lam lũ cực khổ, tuổi già mà còn phải phục vụ cho thằng con trai, có khi nấu cơm, nấu đồ ăn cho nó, nó còn gầy la quở trách bà. Bà cảm giác rằng có người mình sống trong cuộc đời này khổ quá, khổ quá. Có một người con mà cũng không nương tựa được con mình. Bà mới tìm đến cửa chùa, bà gặp một vị thầy. Bà thưa thỉnh với thầy rằng: thầy ơi, cuộc đời con khổ quá thầy à, thầy có cách nào chỉ dạy con để hết khổ hay không thầy? Cái người mà gặp việc sự cố trong cuộc đời mà khổ, cái tâm họ muốn giải thoát lắm quý vị. Đúng là gặp tịnh độ là họ đủ duyên thiệt. Thì gặp ngay người thầy này chuyên tu tịnh độ, quý vị biết rằng người thầy này nói với bà rằng: vì sao bà không bán khổ đi? Bà cũng kinh ngạc vô cùng, khổ làm sao mà bán? Tự nhiên thầy kêu mình bán khổ à, ai mà mua khổ mà bán đây? Người thầy này như hiểu được tâm ý của bà, người thầy nói rằng: cách bán khổ đó là bà nhớ A Di Đà Phật, bà đừng nhớ cái khổ nữa. Hay chưa? Hay chưa? Lúc trước cứ nghĩ đứa con này mình nuôi nó không lớn mà giờ nó ngỗ nghịch với mình, cuộc đời mình đi đến thế gian này sao khổ quá. Rồi bây giờ nuôi con không lớn rồi mà nó cứ nói chuyện không lễ phép với mình tức tối, bỏ ra công lớn quá, bây giờ gặt hái là cái sự đau khổ. Cứ nghĩ những điều đó thì những điều khổ đó nó tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm. Còn bây giờ người thầy này chỉ vào cách bán khổ đó là gì? Bà nhớ A Di Đà Phật, bà đừng có nhớ những thứ đó nữa. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì đó. Nếu không có cái nhân đó làm sao có cái quả đó quý vị. Tất cả những người làm vợ làm chồng, bây giờ quý vị gặp sự cố trong cái gia đình của mình là vợ chồng bất hòa, hoặc là chồng mình ăn hiếp mình, hoặc vợ mình ăn hiếp mình, hoặc con mình ngỗ nghịch với mình. Chúng ta đã từng ăn hiếp người, chúng ta đã từng bất hiếu với người, thì đời này người bất hiếu lại với chúng ta. Nên Phật pháp dạy mình cái gì? Quan gia nên giải không nên kết. Đừng có nên quay quằn đòi hoài chi, mà nên hướng đến thế giới cực lạc, một quốc độ cùng cực an vui tuyệt vời. Nên tất cả những người buồn chán khổ đau trong cuộc đời này nghe được tịnh độ là giống như chúng ta
đang bị chết đuối ngoài biển khơi mà tự nhiên có chiếc bè hoặc là chiếc thuyền đến vớt mình, mừng cỡ nào quý vị. Quý vị lúc đó mà ta đưa tay ta vớt, quý vị bám chặt không? Nên từ nơi đó gặp tịnh độ là chúng ta có con đường được cứu rồi. Mình tu tịnh độ là mình đang hướng đến mục tiêu giải thoát rồi. Nên tại sao cuộc đời này mình tự tại? Vì tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời này mình sẽ giải thoát nó được rồi. Chỉ cần niệm Phật, chỉ cần hướng về cực lạc thì một đời ngắn ngủi khổ đau này, Đức Thích Ca Mâu Ni nói với mình rằng các con hãy chịu khổ đau một đời ngắn ngủi này đi, đến cái cõi này vui mà trả nợ đi. Rồi khi thọ mạng đến, Phật A Di Đà sẽ rước các con về thế giới cực lạc. Cứ chăng thật niệm Phật đi. Niệm Phật là cách bán khổ. Niệm Phật là phương pháp để mà bán những cái phiền não, bán những cái không vừa lòng không vừa ý, bán những cái ham muốn trong cuộc đời này, những cái giả tạm. Chỉ cần niệm một câu Phật hiệu này thôi, nó sanh pháp lạc, sanh pháp hỷ, và có nhiều cái góc độ lạ thường xuất hiện, từ tự tánh hiện lộ quý vị. Một câu Phật hiệu quý vị biết, lên chánh điện quý vị niệm Phật một thờ. Hàng Phật tử vô đây mà cộng tu á, quý vị chỉ cần chân thật lên chánh điện quý vị tu thờ khóa như vậy thôi, bước ra bên ngoài đi vòng vòng cứ bấm số niệm Phật, giống như nhập vào cảnh giới tự nhiên tự tại an vui vô cùng. Cái tâm an vui tự tại đó gọi là cái tâm tiêu nghiệp chướng. Cái người mà mang nghiệp chướng nặng nề là cái người này không bao giờ vui vẻ tự tại được. Còn cái người niệm Phật vui vẻ tự tại, không bận tâm nặng nề gì tính nhân quả, đó gọi là nghiệp chướng tiêu trừ. Người nào là người có thể gọi là nghiệp chướng tiêu trừ? Là người vui vẻ tự tại trong cuộc đời này. Không phải là hoàn toàn họ sung sướng, họ cũng có những sự trở ngại khổ đau, nhưng họ sống rất là vui vẻ và tự tại. Phải nhớ. Nên từ nơi đó mỗi một người chúng ta nghe một pháp tuyệt vời hay đó. Nên hàng Phật tử đi vô trong chùa ở 4-5 ngày, 5-6 ngày, buông điện thoại, không có ai xài điện thoại, không có nghe cái gì bên ngoài nữa hết trơn. Đã vô đây tu được thì tu cho xứng đáng cái chuyến đi của mình, để mình đem một phương pháp gì đó đặc biệt đem về nhà. Chứ đừng có phân vân mà đi vô đây mà lừng chừng như ba gọi vậy đó, nó không được một cái gì cả. Đã vô đây rồi là hoàn toàn buông xuống vạn duyên, lo niệm Phật đi. Ở đây những đức lo hết trơn à, không cần bận tâm suy nghĩ gì hết, cứ để tiền trong túi. Chỉ cần quý vị an vui tự tại là những đức vui nhất rồi. Ở đây những đức sẽ tính toán nấu ăn làm sao món này món kia thay đổi chứ quý vị. Đây là tôi đang phục vụ những vị Phật đời này có thể thành tựu đó. Nên chân thật mà phát tâm giúp cho người niệm Phật tu hành đi. Và chân thật mỗi người chúng ta nên đem tịnh độ này giới thiệu. Pháp môn tịnh độ này là pháp đại thù thắng đó quý vị. Nên nguyện ta bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi chúng ta mỗi ngày chia sẻ pháp môn tịnh độ, gây dựng được tín nguyện kiên cố. Và khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.